Hello những người tuổi Tuất, đây là video clip anh làm về vận hạn của tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 đối với tất cả những người tuổi Tuất. Mình hy vọng rằng là sẽ giúp đỡ được nhiều cho những người tuổi Tuất, một trong những cái người mà bị trực thái tuế và tam tai năm nạn, có được những cái thông tin hữu ích để mà vượt qua cái tháng 5, một cái tháng có thể nói là xét về địa chi là tam hợp đối với những người tuổi Tuất. Hy vọng rằng với cái địa chi tam hợp sẽ kéo theo được cái nhiều điều mà giúp cho người tuổi Tuất có được sự hanh thông trong công việc làm ăn cũng như sức khỏe và gia đạo. Đầu tiên hết thì mình sẽ phải nói về người tuổi Mậu Tuất. Người này có tên là Tiến Sơn Chi Cẩu, tức là chó vào núi, mệnh là binh địa mộc, nữ thì nam thì cung càn hành kim, nữ thì cung ly hành hỏa. Thì mình đã làm ở những cái mình đã nói những cái tử vi mà về vận hạn của cả năm ở trong những cái tháng trước đây rồi, mình chỉ nặng sâu vào cái phần tháng thôi, tử vi tháng thôi, chứ mình không có lôi lại những cái tử vi năm để mình nói cho nó cái video nó dài dòng mà nó không hiệu quả. Thì nếu như vậy thì đối với những người mà Mậu Tuất sinh năm 1958 thì mệnh là gì? Mệnh là mệnh mộc, gặp tháng mà tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ, thì tháng Mậu Ngọ là tháng hỏa. Như vậy là bản mệnh sinh xuất mộc hỏa ha, sức khỏe yếu, cần cẩn thận nhiều điều ha. Khi mà gặp bản mệnh mà bị sinh xuất thì các tinh quân tốt nó cũng không có tác dụng nhiều, nó sẽ làm cho cái nó không có đỡ. Riêng hóa khoa nó sẽ không có có tác dụng với người Mậu Tuất, nhất là nam mạng dưới sao Kê Đô. Người ta nói Kê Đô không xô cũng ngã ha. Năm nay là cùng năm tuổi luôn, cũng là năm Mậu Tuất luôn, gặp tháng tương đối. Thì như vậy thiên can thì Mậu gặp Mậu là đồng hàng, thiên can giống nhau, công việc dễ dàng, nếu có khó khăn thì cũng vượt qua một cách nhẹ nhàng đối với những người Mậu Tuất. Đặc biệt thì với cái thiên can này thì những người Mậu Tuất mà nữ mạng có sao Thái Dương thì sẽ tốt đẹp hơn ha. Rồi địa chi thì là như đã nói là địa chi tam hợp dần Ngọ Tuất ha, mà cái tam hợp này thì nó không những tốt cho gia đạo đâu, nó còn ảnh hưởng nhiều tốt cho công việc nữa. Như vậy đối với người Mậu Tuất gặp cái tháng mà Mậu Ngọ thì rõ ràng là có nhiều điều tốt đẹp hơn ha, nhưng mà phải cẩn thận về phần bổ mạng, vì bị bổ mạng bị sinh xuất ha, mộc sinh hỏa, năm nay là gọi là năm tuổi nữa mà gặp bổ mạng sinh xuất thì cần cẩn trọng. Rồi tiếp theo của những người tuổi Tuất đó là người Canh Tuất, có tên là Tử Quan Chi Cẩu, thì đã nói hoài ha, chó mà nhà chùa, với mệnh là thoa xuyên kim ha, vàng trang sức, cung nam thì cung chấn thành mộc, mà nữ cũng vậy thôi. Thì đã nói rồi ha, nam của Canh Tuất thì biến sao có sao thái bạch, bị sao thái bạch chiếu mạng, nữ thì có thái âm, may mắn danh lộc tốt, dù sao nữa cũng có tốt đẹp. Rồi xem thôi thử gặp với cái tháng tam hợp Mậu Ngọ tháng 5 âm lịch này ha, thì nó như thế nào đối với người Canh Tuất. Thì hỏa, mệnh hỏa, tháng Mậu Ngọ là tháng hỏa, người thì mệnh kim ha, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe và bổ mạng, đề phòng tai nạn, và đặc biệt là không nên đi xa quá ha, đi xa sẽ không có nhiều thuận lợi, dễ gặp trắc trở giữa đường. Tuy nhiên cái cũng đã nói là xoa xứng kim là cái vàng trang sức, mà vàng trang sức thì được định từ lửa, cho nên lửa của cái Mậu Ngọ này hoặc là cái lửa của năm Mậu Tuất này, can Mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa này, lửa này chưa chắc gì đã là không tốt đối với cái người mà Canh Tuất. Đặc biệt là với cái người mà nữ có sao thái âm thì rõ ràng là có tốt đẹp, có nhiều cái điều mà thoải mái. Vận niên thì Long Ngộ Vân, rồng gặp mây, thì rõ ràng là thuận lợi nhiều điều ha. Như vậy thì xét về thiên can á, thì cái chữ canh của Canh Tuất á với chữ Mậu á, thì về mặt tử vi thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Ngũ hành á, thì xét về mặt nào âm ngũ hành á, thì chữ canh nó thuộc kim, chữ Mậu nó thuộc thổ, như vậy là được tương sinh Mậu thổ kim,
ha, công việc dễ sinh tiền tài, à, hanh thông mọi điều về công việc, à, không xung không hợp mà được tương sinh và đạp âm ngũ hành thì ngon lành, rõ ràng đúng không? À, địa chi thì khỏi nói rồi, dần ngõ tức thì tam hợp thì cũng giống như mậu tuất, tốt đẹp về cả công việc lẫn gia đạo, có nhiều điều vui vẻ trong tình cảm, à, cho nên là không phải lo lắng gì. À, tuy nhiên là các anh nam đó, dù sao là cũng dưới sao Thái Bạch, à, sao Thái Bạch mà cái mạng mà hỏa nó khắc kim của các anh các chị ấy, thì dĩ nhiên cái tinh quân tốt ha, của cái tử vi năm nay sẽ không có phát huy tác dụng, và nó sẽ có thể là các anh nam thì không được tốt đẹp, dễ hao tốn hơn là các chị nữ ha, cho nên là cẩn thận. Rồi, à, tiếp tục đó là tuổi Nhâm Tuất 1982, cố gia chi khuyển, chó về nhà. À, một trong những cái tuổi mà mình hay nói là xấu nhất trong 60 con giáp, à, mệnh đại hải thủy, à, nữ nam thì cung ly hành hỏa, nữ thì cung càn hành kim. Với cái người mà đại hải thủy này á, thì nam la hầu, nữ kế đô, à, vận niên thì cẩu cuồng phong, một người thì hạng tam kheo, một người hạng thiên đấy, thiên can thì mậu nó khắc nhâm, à, mậu mậu tuất nó khắc nhâm, nói chung là mọi điều là xấu xấu nó đều chỉ về cái tuổi Nhâm Tuất cả. Thì xét xem đó là gặp cái tháng năm này, cái tháng gọi là tam hợp đối với tuổi của các em Nhâm Tuất thì nó có tốt đẹp hay không. Đơn giản thôi, thì xét về mạng thì một người thủy, các em là thủy gặp tháng hỏa là bản mệnh khắc tháng ha, cho nên là phòng bệnh nhưng mà nhẹ nhàng, từ vì dù sao nữa là các em là đại hải thủy khắc mậu ngọ là thiên thượng hỏa, thì thủy khắc hỏa là một điều tốt, một điều không có quá khó khăn, sức khỏe có bệnh hay là có nạn gì nữa thì cũng không có nguy nan, tuy có suy yếu có một cái chút ấy nhưng mà cũng dễ dàng vượt qua chứ không có quá nguy nan. Rồi, thiên can đúng không, là như thế nào, chữ mậu của mậu ngọ khắc chữ nhâm, tháng khắc thiên can, công việc cực kỳ dễ gặp điều không tốt, tốn tài lâm vào bế tắc. Vốn dĩ cả năm đã là chữ mậu rồi, nó khắc chữ nhâm rồi, gặp tháng này tháng mậu luôn ha, nó khắc thêm chữ nhâm một phát nữa thì công việc tháng này rõ ràng là một điều không được ngon lành. Gặp mệnh cũng bị tương khắc thì có lẽ là sẽ còn khó khăn ở trong công việc, nhiều điều gây ra chống phá chứ không phải là cứ thấy là tốt đẹp tháng ha. Chỉ có địa chi dần ngọ tức là thuộc nhóm tam hợp, cũng giống như các tuổi trên, có thể là phần nào đó gia đạo là không có việc gì, thậm chí là có nhiều điều vui vẻ, làm cái chỗ dựa tinh thần cho các em Nhâm Tuất ha, và ảnh hưởng của nó đến công việc một chút. Tuy nhiên mà anh không hy vọng rằng nó tốt đẹp đâu, tại vì chữ mậu nó khắc nhâm này là vừa tháng mà cả năm luôn, thì rõ ràng là cái điều không tốt đang chờ đón các em ở cái tháng này về mặt công việc và một chút gì đó về mặt sức khỏe, là cái điều không thể tránh khỏi, cho nên là các em cần cẩn thận. Người Nhâm Tuất thì năm nay thật sự là nói là lúc nào cũng cảm thấy là khó chịu ha, lúc nào cũng cảm thấy là mình có cái gì đó nó khó khăn, gặp nhiều bế tắc chống phá. Nhưng người ta nói thì xong có lúc người đó quên, xong có khúc người có lúc thôi, thì mình gặp cái lúc không may mắn không, mất cái gì được, mất tiền tài, mất cái gì cũng được, mất nhà, mất cửa, mất gì, đừng để mất mạng, vì tất cả những thứ đó còn mạng là còn làm được. À, đặc biệt như các em Nhâm Tuất nam ha, thì năm nay là một cái năm mà gọi là có nhiều cái sự không may mắn như vậy. Tháng này, tháng 5 âm lịch là tháng World Cup nữa ha, mấy ngày tới, hôm nay 29 rồi, mấy ngày nữa là World Cup ha, đừng có mà đụng vô đụng ra, bảo đảm với mấy em là không toàn thay trở về ha, đừng có trên dưới giữa gì hết, tốt nhất thôi năm nay tôi tu World Cup, tôi cả đời tôi có rất là nhiều cái World Cup khác nha, à, World Cup năm nay không may mắn tôi để World Cup năm tới, lần tới may mắn tôi chơi. Nói thật sự cho World Cup sẽ làm cho các em lên bờ xuống ruộng nếu có tính mà đỏ đen ha. Rồi, xong chuyện người Nhâm Tuất, chúng ta sẽ đến người Giáp Tuất sinh năm 1994. Thủ thân chi cẩu, chó này chó giữ mình ha.
mệnh là Sơn Đầu Mã. À, nữ nam thì cung Càn Hành Kim, nữ thì cung Ly Cả Hành Mã luôn. À, với cái người Giáp Tuất thì tháng 5 người mệnh hỏa mà gặp tháng hỏa gọi là hỏa cung hàn, bản mệnh sức khỏe ổn, có bệnh thì cũng rất là nhẹ nhàng, thậm chí là không có đâu. Người Giáp Tuất thì vốn dĩ là mạnh mẽ, sốc nổi và năng động. À, rồi xét về mặt thiên can, chữ giáp của các em mộng Giáp Tuất khắc chữ Mậu là thiên can khắc tháng, xấu cho công việc, dễ gặp chống phá nhưng mà vẫn vượt qua một cách nhẹ nhàng, không quá khó khăn đâu ha. Địa chi Dần Ngọ Tuất thuộc nhóm tâm tam hợp, cũng giống như các tuổi Tuất khác thì có điều tốt đẹp về gia đạo, may mắn trong gia đạo sẽ tương sinh phần nào đối với cái người mà cái phần mà chữ giáp nó khác màu. Tuy là thiên can của chúng ta đó khác tháng thì dĩ nhiên nó sẽ đỡ hơn là chữ màu khác nhâm của người nhâm tốt rồi, nhưng mà các em là còn nhỏ mới ra đời tạo dựng sự nghiệp, cho nên là đừng gặp cái trắc trở này có như là mình thu nhập những bài học, chứ đừng có mà nản chí ha. Với cái người mà chữ giáp này thì cũng đỡ đợt lắm nhiều điều, còn giáp mà nắm mệnh hỏa nữa. Như vậy đó là tháng năm âm lịch, tháng Mậu Ngọ đối với các em Giáp Tuất là chú ý về công việc sẽ có sự chống phá, tuy nhiên không quá lớn lao đối với các em đâu ha. Rồi người cuối cùng của tuổi Tuất đó là Bính Tuất, tự miên chi cẩu, chó đang ngủ. À, mệnh là ốc thường thổ. À, người này thì cũng là sinh năm 2006, là các cháu và các ông các bà là sinh năm 1946. Thì do là người này thì một là lớn quá, hai là nhỏ quá, thì đang này là mùa hè, cho nên là xét chủ yếu bằng về bổn mạng và phần gia đạo, chứ không xét nhiều về phần làm ăn. Mệnh thì tương đối ổn định, đó là mạng hỏa sinh thổ, đúng không? Là được bổn mạng được tương sinh, tháng tương sinh cho bổn mạng. Bổn mạng sẽ rất là tốt, các tinh quân tốt trong tử vi nó sẽ phát sáng, đặc biệt về bảo vệ bổn mệnh. Thì rõ ràng là đúng rồi, cái này là mùa này là ấm áp, đúng không? Mùa này là mùa hè, các cháu được nghỉ ngơi thoải mái. Gặp cái tháng này là địa chi Dần Ngọ Tuất là tam hợp nữa, là nhóm tam hợp nữa, thì hy vọng rằng cái gia đạo sẽ là cái điểm tựa vui vẻ, giúp cho các ông các bà hoặc là các cháu được sức khỏe và được vui vẻ trong với gia đình. Thì tháng này đúng là thế này. Và phần thiên can là chữ Mậu, chữ Bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên ngũ hành của chữ Mậu là thổ, chữ Bính là hỏa, cho nên là công việc dễ, nói chung là cái cuộc sống của các bác và các ông không có cái gì mà gọi là buồn phiền, rõ ràng là một điều tốt đẹp. Đúng không? Như vậy thì đối với người Bính Tuất thì tháng này là một tháng ok, không có việc gì cả. Như vậy là mình đã tổng hợp xong cái thông tin về tử vi của những người tuổi Tuất cho cái tháng Mậu Ngọ năm Mậu Tuất 2018. Hy vọng rằng nó sẽ là một cái hành trang nho nhỏ để mọi người bỏ túi mà ứng dụng vào cái tháng năm, một cái tháng có khá nhiều điều không tốt đẹp với những người tuổi Tuất, đặc biệt như là Canh Tuất, đặc biệt là Nhâm Tuất và Giáp Tuất. Ba tuổi Canh, Nhâm, Giáp này thì cần phải để ý ha. Những cái tuổi mà đang trong cái giai đoạn gọi là lao động tự lập hay là sáng lập, hoặc là khẳng định tên tuổi của mình ở trên phương trời. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Ai xem thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ để nhiều người tuổi Tuất biết mà ứng dụng vào cuộc sống, có được cái sự tốt đẹp của cái tháng năm âm lịch. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo về có thể là tử vi của mình hoặc là tử vi của người thân. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình. Bye bye.